Các bạn, ngày hôm nay mình sẽ và các bạn đi tô màu của mình nha. Đây mình sẽ cho các bạn xem mình tô sản phẩm đẹp nhất. Nếu các bạn xem video của mình mà thấy video của mình tô màu đẹp này, mình sáng tác hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để mình có nhiều động lực thêm nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Đây anh Kiên kiểm tra đấy. Đấy. Kiểm tra thỏa tay này. Đấy. Đấy cho ấy vào không mơ lại lâu giống cái lại giống mẹ phải nửa tiếng thỏa tay một lần. Đói vừa mới kiểm tra đây này. Ra mà đói kiểm tra thò tè còn. Sáu điểm gì không? Rồi. Sáu điểm gì không? Không. Cao thò bình thường thôi. Không dài quá. Người chết không. Ở đây tích mắt là sơn rồi. Không có chữ ý chung. Còn tích mắt là nó không nên tải. Tải chết luôn. Mà chỉ kiểm tra đúng một lần thôi, là đúng một video. Hả? Trời. Anh chỉ kiểm tra bao nhiêu video? Hả? Anh chỉ kiểm tra bao nhiêu video? Một. Đâu? Máy này quan hết rồi. Trời. Trần ái của mình đây rồi. Chứng tôm mò ha ha ha. Mày yêu anh yêu. Ngồi trên ghế thôi. Quay anh đi làm xuống nghề không? Là như nào ạ? Quay đi anh ạ? Quay đi làm rồi, anh phải rồi đi làm xuống mà. Anh đi làm chơi kiểu thôi. Chúng em đi làm rồi. Không phải à? Thì đi không? Kiểu mà phải đi học. Một rưỡi thì không đi làm. Một rưỡi anh? Phải đòi xong rồi anh, cái đấy xong rồi. Đấy. Cái đấy xong rồi.
xử lý đổi đi. Đó. Tìm đi ra đổi đi. Đúng rồi anh. Nó là đang qua xe thì anh. À, ý là đang qua xe nhưng mà không nhìn thấy không? Không ạ, giờ quên mất là vừa mới qua xong. À, nhưng mà... Từ là nó qua đi. Nó chờ, nó đang chờ ở dưới à? Hay như nào? Hiện tại đang vẫn đang qua gì? Xả đâu? À thôi. Mấy em này chỉ cần lấy ngay cái xẻ. Mất cái xẻ ra đây rồi. Cậy đó. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ và các bạn đi tô màu cùng mình nha. Đây mình sẽ cho các bạn xem mình tô sản phẩm đẹp nhất. Nếu các bạn xem video của mình mà thấy video của mình tô màu đẹp này, mình sáng tác hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để mình có nhiều động lực thêm nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn ơi. Mình ơi, năm video bao giờ mới xong bây giờ? Tất nhiên là đây là bên tải. Tại rồi. Có một hồ. Love you. Ôi giờ đến làm hết rồi à? Hả? Tập hợp cũng làm xong rồi. Nhanh gì rồi? Long.
vì em như anh đã từng đôi ta. Đã khi có anh hứa với mình rằng em không được buồn. Em muốn nhìn thấy